Hai Lượng cầm đầu vụ nổ súng ở Phú Quốc. Tối ngày 29 tháng 10, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Võ Văn Lương, tức Hai Lượng, sinh năm 1987, quê quán tỉnh Cà Mau. Hai Lượng là đối tượng có 2 tiền án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Nhóm Võ Văn Lương, tức Hai Lượng, sinh năm 1987, quê quán tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay khu phố 10, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, nhóm của Hai Lượng có hơn 50 đối tượng đi trên 8 mô tô, loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ, đến thửa đất của Khúc Văn Đoài tại tổ 12 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng, rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài. Hậu quả là làm 2 người không qua khỏi, gồm Phan Trọng Hải, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chỗ ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, và Nguyễn Anh Thư, sinh năm 1996, chỗ ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, và 4 người khác bị thương. Sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Ban chuyên án do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang làm trưởng ban, Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó trưởng ban thường trực, cùng với sự tham gia hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Ban chuyên án huy động các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Phú Quốc khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan. Đến chiều ngày 29 tháng 10, Ban chuyên án đã điều tra bắt giữ 37 đối tượng, tạm giữ một ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định. Cùng với Hai Lượng, Ban chuyên án cũng đã bắt giữ 4 đối tượng được xác định tham gia trực tiếp và có vai trò quan trọng trong vụ án, gồm Nguyễn Quốc Vinh, sinh năm 1982, đăng ký thường trú ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Văn Thái, tức Thái Buýt, sinh năm 1988, đăng ký thường trú khu vực 4 An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Bùi Đức Ngọc, sinh năm 1992, đăng ký thường trú Hải Phòng; Đoàn Thiên Long, sinh năm 2001, đăng ký thường trú phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ. Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.